Hôm nay Nuba sẽ dắt mấy bạn đi hái ớt nha. Đây là mấy cái cây ớt ở trong vườn. Sau cái mùa mưa bão thì bây giờ nó cũng ngã nghiêng ngã ngửa. Nhưng thử thu hoạch được coi nhiều không nha. Mình sẽ hái mấy cái trái mà nó đỏ. Lâu lâu cuối tuần ra vườn á, hái cây này cây nọ, thấy nó nhẹ nhàng mà nó thảnh thơi lắm mấy bạn. Ớt nhỏ nhỏ gì chứ ăn cay lắm nha các bạn. Hái ớt cũng dễ lắm, chỉ cần bứt ngay cái cuống đó là nó gãy ra. Mà có nhiều bạn sợ nóng tay thì nó không có nóng, chỉ có lúc mình bầm đó, nó mới dễ bị nóng tay nè. Mấy cái ớt này là ba mẹ mình cũng không có chăm sóc luôn, để nó tự sinh tự diệt trong vườn mà cũng quá trời quả. Để khi nào có thời gian rảnh rỗi mình sẽ cải tạo lại một mảnh đất để mà trồng được nhiều ớt, thu hoạch cho nó đã tay hơn. Này có mấy cây à. Trái này cũng cài cài nè, xử nó luôn để nó uống nước hết mấy bạn. Cài chưa? Cây nhà lá dừa thân của nó nè, cứng chắc chưa, trái của nó là cay lắm nha. Và đây cũng là một cây ớt ở trong vườn tự sinh tự diệt và cũng đầy ắp quả. Cây ớt yêu quý của mình có một cây ớt nè, thấy chưa, đang lên một cái mầm nè, đang lên thêm một trái nữa. Cái ớt nó xỉu rồi, nó nằm gì mà nó cũng sống được. Ơi sao mày ăn cả bông ớt? Cái con bé sữa này nó được đi ra vườn, nó ngứa miệng cái nó ăn cây ớt nhỏ xíu luôn nè. Đây là cái cây ớt nhỏ, thiệt là nhỏ nè, giờ ra được trái rồi nè, đáng yêu quá nha. Đây là một đám cây ớt mình mới vừa ươm lên, nó là cái trái của nó nhỏ mà có hình giống như trái bí ngô mà không biết có thành công không, thì khi nào thành công lên mình sẽ quay cho mấy bạn coi nha. Thu hoạch ớt không được nhiều, bây giờ hái tiếp qua cà pháo ha mấy bạn. Cái cà pháo này nè mấy bạn ăn trong cái món mà bún đậu mắm tôm á. Mẹ mình thường là cắt cuốn sạch sẽ xong rồi lấy nước vo gạo để mà ngâm. Mấy bạn sắp cà pháo vô một cái hũ nhỏ, xong rồi đổ nước vo gạo sắp sắp vô. Chừng một tuần là bắt đầu cà pháo sẽ chua chua là ăn được. Bị sâu ăn okay. Rồi. Mình thấy cà pháo này cũng dễ trồng lắm bạn. Hồi đó nhà mình có một trái giống nè, cái xong rồi thả hạt xuống đất, cái tự nó lên, cái nó bó quá trời luôn.
ban đầu thì còn có hay bị con rầy trắng, nhưng mà sau này thì nó không còn nữa. Đấy, bên đây nè, bên bé này. Nhà mình có khoảng gần mười mấy cây cà pháo vậy á, mà cứ cách 2 ngày là ra sẽ được một rổ. Mà trái nào trái nấy là cũng chất lượng lắm nha các bạn. Ăn cái cà pháo này mình cắn một cái là giống như là có mấy cái hạt nó nổi trong miệng, cũng khá là thú vị. Cà pháo này còn được dùng để mà chấm mắm ruốc, mắm tôm nè. Các bạn hãy thử trồng ở nhà nha. Bye bye.